Sáng 28 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo một số vấn đề cho năm học mới 2021-2022. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo các bộ ngành liên quan. Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo cho biết, năm học 2020-2021, ngành đã hoàn thành mục tiêu kép, vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch, vừa hoàn thành kế hoạch năm học, bảo đảm chất lượng giáo dục, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao một bước hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo hợp lý hơn. Chất lượng giáo dục các cấp học và hiệu quả hoạt động giáo dục được nâng lên, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, năm học 2020-2021, chất lượng, hiệu quả dạy và học trực tuyến còn hạn chế, nhất là ở bậc tiểu học và những địa phương chưa có điều kiện. Việc sắp xếp lại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ở một số địa phương chưa phù hợp, còn thiếu trường lớp ở một số khu đô thị, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa. Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học chưa được quy hoạch tổng thể và sắp xếp hợp lý. Tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên ở một số địa phương chậm được giải quyết. Nhiều địa phương chưa quan tâm triển khai đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên theo Nghị định 116. Việc giao chỉ tiêu biên chế chưa đi đôi với nhu cầu tuyển dụng, sử dụng giáo viên, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng làm việc chưa được chú trọng, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường chưa hiệu quả. Đặc biệt là tình trạng học sinh sinh viên vi phạm đạo đức lối sống, an toàn trường học, vi phạm pháp luật, bạo lực học đường còn xảy ra, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm cho năm học 2021-2022, trong đó có nhiều kiến nghị về vấn đề học phí, về vấn đề chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất, tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho học sinh, nhất là cách dạy và học như thế nào để đạt chất lượng cho các vùng đang là điểm nóng của đại dịch COVID-19 và vùng bị thiên tai bão lũ. Cùng với đó, vấn đề chuyển đổi trạng thái hoạt động của ngành giáo dục thích ứng với tình hình mới, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến và tổ chức triển khai hiệu quả chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 cũng được các đại biểu tập trung thảo luận.